Chào các bạn, hôm nay mình đi họp các bạn bè ở công ty cũ mình làm trước khi mình đi Mỹ. Sau mười mấy năm về, rất là hồi hộp, nôn nao đi gặp mặt bạn bè đó, cả nhà. Bên đây đẹp hơn cả nhà ơi. Anh này nói là bên đây là khu nhà giàu, mé bên phải thì cũng giàu mà ít hơn. Đẹp quá này cả nhà ơi. Đây là quận 2 đó cả nhà. Đẹp không cả nhà? Bây giờ thay đổi quá nhiều. Mười mấy năm mình về là thấy khác hẳn luôn á. Khu biệt thự không nha cả nhà, rất là đẹp luôn á, toàn là biệt thự không đó cả nhà ơi, đẹp quá cả nhà ơi. Cái khu Thảo Điền này ở quận 2 đẹp ghê luôn á nha. Mình đi 12 năm về cảm thấy lạc hậu quá cả nhà ơi, đẹp quá. Có xe điện chở đi, có xe điện tới đây là có xe điện chở đi. Vậy hả em? Dạ. Còn bên đây là ăn có hồ bơi chính giữa đó. Rồi đây. Cái nhà hàng này rất là lớn nha cả nhà. Có một cái nhà hàng giống như vậy ở ven sông luôn. Dạ, có xe điện chở tới đây nữa cả nhà. Đây nè nè. Nhà hàng này tên là Brit. Đẹp. Có hồ bơi trong đây nữa cả nhà. Mấy biệt thự này là còn ngoài đây đó nha cả nhà. Ở trong có nhiều ngôi biệt thự sát bờ sông á, rất là đẹp luôn á, là mắc hơn mấy cái ngôi biệt thự ở ngoài đây nữa nha cả nhà. Đây là nhà hàng gánh nè cả nhà. Rất là đẹp. Chào cả nhà, chào các bạn. Hôm nay mình đến quán gánh. Nằm ở vị trí ở 27A Trần Ngọc Nguyện, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. Cả nhà đẹp ghê chưa? Mình không biết ăn ngon không nhưng mà thấy quán này đẹp rồi đó. Thank you.
thơ mộng lắm cả nhà. Cây này đẹp ghê cả nhà. Cảnh đẹp và dễ thương ghê cả nhà. Quán này nhìn thơm mộng, đẹp cả nhà. Kiếm đại gia cả nhà, chào các bạn nha. Hôm nay mình họp mặt các bạn ở công ty cũ. Đây, đây là gọi là bánh hẹ, là bé Hạnh đó, dễ thương ghê chưa? Đẹp đó. Đây, đây là bé Hường. Bé Hường quay lại, đây, dễ thương hello. Đây, cái toán nha, cái toán công ty mình là thủ quỹ. Còn bé Hường muốn gì? Chị uống táo hỏi luôn đi nha. Đi 12 ngày luôn. Đi mà mình đi nước ép nó bằng không mà tại vì đi lo cho bé hỏi rất là đẹp nha cả nhà. Đi rồi, nó đi rồi. Chính thức rồi. Dạ. Ờ uống cái gì vậy em? Đi luôn á. Em thơm. Em thơm. Nó đi học mà. Hôm nay chắc phải đi học rồi. Nói chung là đi. Hôm nay mình gặp các bạn. Mình làm ở công ty ngày xưa đó cả nhà. Rất là vui cả nhà. Xoài cá cơm á em ạ. Đây. Xoài cá cơm. Cả nhà nhìn nè, gỏi xoài cá cơm. Ngon hấp dẫn không? Dạ, nước này ngon ha. Về đây ăn mấy món ăn Việt Nam mà lên Cần Thảo thèm thì luôn rất ghê luôn á. Thèm lắm luôn á. Là... Trời ơi, đi có mấy ngày qua bên Úc mà cá một phần. Dán đồ ăn. Dán cái đồ ăn. Về đi ăn mấy món Việt Nam thích ghê cả nhà. Đây là món này. Món này tên gì vậy? Cái em thời cổ á. Cái lịch sự đi của chị à. Cái này là mật chiên mình cũng đi nhiều á, đi liên tục lắm. Đợt đó chị mới cái thằng đó nó dụ chị đi cắt tóc ngắn, cái chị cắt tóc ngắn. Chào cả nhà, bây giờ bàn mình giờ ra ngoài để ngồi nè cả nhà, vì phục vụ ở đây nói là ở bên ngoài nóng, vô đây có máy lạnh rất là lịch sự nha cả nhà. Trong đây thì mát mẻ hơn. Chị làm vẫn bị sót. Chào cả nhà, chào các bạn. Bây giờ
bà các bạn bè mình đã ăn xong rồi, bây giờ chuẩn bị ra về. Chào các bạn nhé, hẹn các bạn ở video sau. Chúc các bạn một ngày bình an tốt lành.